Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của chúng mình nha. Xin chào. VAR là viết tắt của công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video. Tên tiếng Anh đầy đủ của công nghệ này là Video Assistant Referee. Hiện tại, VAR đã được sử dụng để hỗ trợ giúp các trọng tài bóng đá nắm bắt tình hình trận đấu và đưa ra quyết định chính xác nhất trong những trường hợp gây tranh cãi. Bởi không phải lúc nào trọng tài cũng có thể quan sát toàn bộ sân cũng như diễn biến của cả trận đấu. Chính vì vậy, công nghệ VAR là sự hỗ trợ hoàn hảo nhất. Thế nhưng, không ít trường hợp kẻ khóc người cười vì vị trọng tài video. Thậm chí đôi khi các đội bóng phải ôm hận vì công nghệ hiện đại này. Và bây giờ hãy cùng điểm qua những khoảnh khắc hài hước và lố bịch mà VAR đã mang đến nhé. Tình huống này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu vị trọng tài chỉ đơn giản là đứng xem VAR. Tuy nhiên, sau một hồi chăm chú check kỹ lại tình huống thì vị vua áo đen giật mình khi nhìn thấy Bakary Sadna đứng bên cạnh và xem cá. Có lẽ vì Sadna không tin tưởng vị trọng tài này nên mới có hành động như vậy. Và dĩ nhiên, ngay sau đó, vị vua áo đen đã tặng cho chàng cầu thủ này một chiếc thẻ vàng cảnh cáo. Phút thứ 22 trong trận đấu giữa Montreal Impact và Vancouver Whitecaps, Vancouver được hưởng một quả ban khi họ đang dẫn trước đối thủ 1-0. Cầu thủ mang áo số 29 là người đứng trước chấm phạt đền. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ này đã không thể thắng nổi pha đổ người cứu thua của thủ môn bên phía Montreal. Nhưng người đồng đội của anh là Ricketts đã kịp đệm bóng vào lưới khi bóng được đẩy ra. Thế nhưng sau khi nhận được sự hỗ trợ từ VAR, vị vua áo đen đã không công nhận bàn thắng của Vancouver Whitecaps và cho họ thực hiện lại. Và ngạc nhiên thay, lần đá thứ hai này dường như tái hiện lại 99% lần sút trước đó. Vẫn là cầu thủ 29 thực hiện, anh ta vẫn chọn sút về bên góc trái cầu môn và thủ thành của Montreal vẫn đổ người chính xác đẩy bóng ra. Nhưng có điều là Ricketts khi ập vào sau đó đã không có bóng để mà đệm vào lưới trống như tình huống sút phạt lần đầu nữa. Trong một trận đấu hồi tháng 7 năm 2019 giữa Seattle Sounders FC và Vancouver thuộc giải nhà nghề Mỹ, phút 60, sau một pha xâm nhập vòng cấm, Justin Hewlin đối diện với người gác đền bên phía Seattle nhưng không thể thắng nổi cái chân của thủ thành này. Bóng sau đó được dội ra khá xa nhưng đúng vào vị trí của Leiva, thần đồng 16 tuổi khi ấy, và từ khoảng cách chừng 35m, tiền vệ mang áo số 75 vung chân tung ra siêu phẩm đẹp mắt, và dù ba cầu thủ của Vancouver chạy về nhưng vẫn không thể làm gì được. Nhưng trớ trêu thay, bàn thắng mở tỷ số tuyệt vời này lại không được công nhận khi VAR tố cáo trước đó tiền đạo Hewlin đã phạm lỗi với thủ thành Jack McMath và khiến anh ta phải nằm sân vì chấn thương mắt cá. Man City đã bị Tottenham loại khỏi cúp C1 với lượt bàn thắng trên sân khách và công nghệ VAR đã góp công lớn loại đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola. Cụ thể, ở những phút bù giờ cuối cùng khi tỷ số trận đấu đang là 4-3, đồng nghĩa với tỷ số chung cuộc đang là 4-4. Nếu Man City ghi được một bàn nữa thì họ sẽ vào chơi trận bán kết. Và rồi Sterling đã sút tung lưới Tottenham ở những giây phút quyết định khiến cho cả cầu trường bùng nổ. Tuy nhiên sau khi xem lại VAR, trọng tài đã không công nhận bàn thắng vì Sergio Aguero đã rơi vào thế việt vị trước đó. Từ chỗ tưởng như chiến thắng 5-3 và đi tiếp, Man City chính thức bị loại cay đắng chỉ trong vòng 1 phút. VAR vẫn không chịu buông tha cho Man City khi một lần nữa lại biến đội bóng nửa xanh thành Manchester thành nạn nhân bất đắc dĩ của mình. Đáng lòng hơn bởi đối thủ của họ lại là Tottenham và Man xanh vẫn không thể giành chiến thắng vì sự can thiệp của vị trọng tài video này. Cụ thể, khi tỷ số trận đấu đang là 2-2 thì đúng ở phút bù giờ thứ hai, Jesus đã khiến cả Etihad như vỡ tung khi dứt điểm xé lưới thủ môn Hugo Lloris. Tuy nhiên, khi các cầu thủ Man City vẫn đang ăn mừng đầy phấn khích, trọng tài Michel Oliver nhận được tín hiệu từ các trợ lý VAR và quyết định không công nhận bàn thắng cho Man xanh vì cho rằng bóng đã chạm tay Aymeric Laporte trước khi Jesus ghi bàn.
Tháng 1 năm 2019, Fabregas đến Monaco sau 4 năm rưỡi gắn bó với Chelsea, và trong ngày khai mạc giải vô địch Pháp mùa giải 2019-2020, tiền vệ 33 tuổi đã phải lĩnh một thẻ đỏ. Khi đó, trận đấu mới diễn ra được 1/3 thời gian và Monaco đang thất thủ 0-3 trước Lyon. Ngôi sao người Tây Ban Nha phạm lỗi từ phía sau, đá vào bắp chân của Leo Dubois. Trọng tài Rudy Bucquest thoạt đầu chỉ rút thẻ vàng phạt Fabregas, nhưng ông sau đó tham khảo VAR và rồi đổi ý rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi anh khỏi sân. Tiền vệ Nordin Amrabat của đội tuyển Morocco đã có phản ứng dữ dội với công nghệ VAR sau khi đội bóng của anh bị đội tuyển Tây Ban Nha gỡ hòa 2 đều ở trận đấu tại vòng bảng. Cụ thể ở phút 90+1, một cầu thủ Tây Ban Nha đưa bóng vào lưới Morocco nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Sau đó vị vua áo đen tham khảo VAR rồi công nhận bàn thắng cho Tây Ban Nha, khiến Morocco đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc. Sau khi kết thúc trận đấu, Amrabat đã hướng về phía máy quay làm động tác diễn tả công nghệ VAR và anh gọi đó là thứ rác rưởi. Hành động này của Amrabat khiến anh bị Liên đoàn bóng đá thế giới phạt 50.000 bảng. Rất may cho Amrabat là không có án treo giò nào được đưa ra.
Vừa rồi là những khoảnh khắc lầy lội của công nghệ VAR. Nếu thấy video hay, đừng quên để lại một like, share để ủng hộ cho kênh. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.